Xin chào tất cả quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với Cường Hà Giang. Ngày hôm nay thì Cường lại tiện chuyến là bên nhà vợ chồng trẻ nữa. Thì Cường cũng có mua vật liệu để làm cái nhà bếp cho cháu Mai và Dơ ấy. Với lại hôm nay có cả Mạnh Thường Quân nói chuyện với Cường là cho Cường mua chăn này, chiếu này, đệm này. À, chiếu đây không mua. Gối với hai cái màn. Thì hôm nay Cường đã mua rồi. Món quà này là của cô Anna Châu, có gửi tặng cho cháu Mai và cháu Dơ. Thì trong cái số ngày trước là em Dương chuyển cho Cường ấy là 7.608.000, là cũng ở trong đó rồi. Thì hôm nay mua bao nhiêu thì Cường sẽ để câu hóa đơn ở trên màn hình cho quý cô bác cũng biết là Cường chi tiêu bao nhiêu nhé. Em ơi, hôm nay đi Cường nhờ em này xem gì cho Cường của bác ấy. Để cái đệm vàng, cái đệm kia đâu rồi? Ở bên kia. Hơi tối một chút rồi quý cô bác thông cảm với Cường nhé. Bỏ ra ngoài sau để đệm tí, để lại cái này vào sau. Để trên kia em. Vâng. Lấy cái đệm về đi Mai. Đệm một chút kìa. Lấy về một cái. Đấy. Đi ra một cái. Bóc ra xong để trong này. Bóc ra. Xem cái khóa khóa này. Cái đệm này là đệm mét 2 của bác ạ. Đó. Bóng được không? Đấy, vừa khít luôn đúng không? Đệm này tối ngủ cho ấm. Em cởi cho anh cái bao này ra. Đấy, một cái ga ở đây. Mỗi bên một cái, mỗi giường một cái nhá. Một cái. Đấy, bây giờ sang dọn bên kia nữa. Bên này cũng lấy ra hết đi. À, em lấy cho em một cái ga kia ra. Lấy vào đây ra. Đây đây đây, cái này cầm tay ấy. Bóc ra, lấy ra đây ra. Lấy bọc cái này ra, lấy bọc trước đã. Từ Mai ơi, từ. Bỏ ra. Bóc ra. Lồng cái này cho anh với. Em biết lồng không? Lồng ở trên đệm ấy. Đấy. Lồng một bên rồi. Đấy. Kéo đi. Kéo đi. Kéo đến đầu này. Đấy. Không có đến tận dưới đâu. Một bên thôi. Đấy. Để cho nó nằm xuống. Đấy, như thế này này. Úi. Đấy. Đấy. Bọc này. Bọc đầu dưới nữa. Sống à. Trèo lên trên ấy luôn đi. Cho là cho cả con chú sang bên này nằm cùng này. Chỉnh cho nó gọn đi. Cái gối đâu? Lấy gối với đây hai cái. Để hai cái gối với bên này này. Sang bên này đi. Lấy về hai cái anh ạ. Hai cái ạ. Vâng. Đổ cái này ra. Một cái màn nhá. Cái gối có mấy cái đấy? 3 cái thôi. 2 cái à? 3 cái. Ừ đúng rồi, để bên này 2 cái. Đấy gọn gàng thế mà. Cái màn thì tí anh mắc hộ các cháu nhé. Vâng. Bên kia lồng cái ga luôn đi. Lồng cái ga luôn không lại bẩn cái đệm. Anh này ra lồng trong cái ga này. Đấy Doraemon luôn. Bỏ cái chăn với cái chiếu này, cái gối xuống đã. Cái này kìa. Bỏ cái này ra đây. Các con thích không? Hả? Thích. Thích à? Rồi gọi em gái sang anh ngủ nhá, con của chú ấy. Đấy, của Doraemon luôn. Vắt cái này xuống dưới này anh. Vắt cái này xuống dưới. Đấy. Đấy. Cho nó bằng vào. Kéo kéo đồ này nó bị võng. Đấy tí nữa thôi. Rồi bỏ cái chăn lên. Bỏ cái chăn lên đây. Dơ. Bỏ chăn lên đây. Đấy, dơ ngủ một mình nhá. Gấp gọn cho em ơi. Gấp gọn đấy. Đấy, đặt lên trên kìa. Đấy, để gối lên trên. Tối ngủ thì mang ra đất. Rất là đẹp của bác ạ. Mai Dơ đâu? Giờ Cường sẽ vào xem lại cái bếp một chút của bác nhé. Mở đây cho ơi. Cái này đang hỏng mấy nữa mua bản lề sau. Đấy đấy, thế nó ra được mà. Đấy. Còn nữa em mai lên em lấy bản đề lên. Thì cũng sau vài ngày là cái chỗ nền này cũng khô rồi của bác ạ. Vật liệu thì hôm nay Cường đã mua xong à. Hết 2.905.000. Thì cả cái cước lên trên này nữa là 300.000. Thì Cường với nhà em, Cường sẽ lấy chia đôi ra. Nhà em vợ chồng trẻ là mất 300.000 và bên này 300.000. Bởi vì tổng của nó là 600.000 tiền cước cơ. Làm cái cột ở đây à, hôm nọ bảo làm cột bên này đúng không? Đúng rồi. Làm 3 cột ở bên này, 3 cột ở bên này. Nhà có cây cho anh? Nhà có cây để làm cột chứ? Cũng vẫn chưa à? Thế thì chiều nay hay là ngày mai anh đi tìm cột đi. Cột này? Cột này. Thế thì... Cột này này. Lấy về làm cột xong quay luôn. Ừ, làm xong rồi. Hôm nay em mua tôn rồi, mua pro rồi. Giờ chỉ việc làm thôi. Thì mai anh tìm cho em 6 cái cột nhé. Vâng. Bên này 1m8 thì lấy 2m chôn 20 phân đi. Bên này chỗ cao khoảng 2,5 m. Chứ hôm nọ anh em mình đo đúng không? Đúng rồi. Đến chân này này. Đến chân này. Đến chân cây tí nhỉ? Ừ. Được anh. Còn đây sắt thì cứ bắt. Tôn thì cũng đủ rồi, lúc đấy Cường đếm là cũng đủ. Bên này là có 6 tấm, bên kia có 8 tấm. 8 tấm pro. Ở dưới còn một bó tôn đấy anh, một tí anh vác lên nhé. Một còn một bó tôn nữa. Bó tôn. Ừ, ở dưới kia kìa. Ở đầu nhà ấy. Thích không Mai? Hào à? Thích chứ bác. Chặt tên. Có thích không? Ấy, like luôn. Cảm ơn cô. Nói luôn. Con cảm ơn cô. Chắc không nói theo được đâu nhờ. Không đi học khổ quá. Không biết đấy. Cháu giờ lại mãi đi chơi rồi. Tôi thì thay mặt gia đình Cường cũng cảm ơn cô Anna Châu rất là nhiều. Bởi vì hai cháu nhỏ hiện tại cũng ở hai anh em ở nhà thôi. Chứ bố thì treo cổ mất rồi. Với lại là mẹ thì... Mẹ bỏ đi lấy chồng đúng không? Đúng rồi. Mẹ bỏ đi lấy chồng. Thế nên cuộc sống của hai cháu nhỏ rất là khổ. Vất vả từ nhỏ. Mai ơi, đừng buồn nhé. Vui lên nhá, không được buồn. Đúng ra là phải đi học ấy. Thôi thì Cường cũng phải đi về cùng bác ạ. Đi về sang bên nhà vợ chồng trẻ một chút. Thì qua video này thì Cường cũng mong quý cô bác, anh chị hãy giúp Cường chia sẻ để biết đến những hoàn cảnh vùng cao, những cái hoàn cảnh khó khăn đấy, đặc biệt đấy. Mong tất cả quý bác hãy quan tâm đến các hoàn cảnh. Còn bây giờ thì video của Cường cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh ơi, anh vác cái bó tôn này về nhà trước đi. Nặng lắm. Nặng à? Nặng đấy. Nhẹ mà. Tôi ôm cho chắc.